Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay em lại tiếp tục với chuyên mục xe sang Em có một chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive Sản xuất là 2021 Xe có ngoại thất là màu trắng nội thất ghế da màu đen Làm bánh với quãng đường là hơn 10.000 km Một chủ từ mới Với rất nhiều các công nghệ an toàn như hệ thống đèn LED full LED, Rồi là hệ thống loa bâu, nước hoa theo xe các chi tiết về tổng quan sơn si của chiếc xe vẫn còn sơn zin rất là nhiều ở đuôi xe thì nổi bật với những chi tiết cụ đèn hậu sáng led với những chi tiết uh, thiết kế được uh, tinh chỉnh và tạo hình rất là bắt mắt với những hệ thống an toàn như cam đùi cảm biến đùi và cùng với ống xả thể thao với những viền mạ chrome tạo nên cái điểm nhấn cho chị bạn khi nhìn về đuôi xe không gian uh, tổng quan về chiếc xe thì nó rất đẹp và cuốn hút người xem chi tiết về phần gương kính đã được dán kính màu thôi và đây là những cái phần keo chỉ đinh tán của chiếc xe với hệ thống keo chỉ đinh tán vẫn còn nguyên bản táp rồi là những phần ốp gỗ hệ thống giải trí loa búp cùng với hệ thống rèm che lắng ở hàng ghế phía sau mọi chi tiết vẫn rất đẹp từ chất liệu ghế ra đến cái phần những cái phần trần của chiếc xe Đấy, chị có thể thấy qua mọi chi tiết rất là hoàn hảo tiện nghi thì rất đầy đủ có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa có phí điều chỉnh nhiệt độ để chị bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ sao nó phù hợp cho người ngồi phía sau cùng với phần ở cánh lái của chiếc xe với những cái hệ thống cơ bản như là Nhờ ghế và điều chỉnh ghế chỉnh điện các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương hệ thống loa buông với phiên bản thường thì nó sẽ không có trang bị nhớ ghế và hệ thống loa no boom cùng với một số tính năng option bên trong chiếc xe. Vô lăng bọc da thích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau là đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và thông số an toàn. Màn hình giải trí cùng với các uh, phím tích hợp. Anh chị bạn có thể tham quan qua. Đấy, những chi tiết rất là đầy đủ, công nghệ an toàn trên mẹ thì nó luôn đầu bảng so với các dòng xe khác khung gầm máy móc rất là mạnh mẽ để anh chị bạn có thể tận hưởng những cái cảm giác lái tốt nhất. Không gian về khoang cabin đây rất là rộng rãi và thoáng đãng để anh chị bạn có thể có cái tầm nhìn quan sát tốt. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn có thể tham quan qua về phần máy móc của chiếc xe. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng Giao Huy Auto số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra, sai cam kết đơn vị nhận lại xe, hoàn lại tiền cho các bác. Đây là những phần nắp cabo anh chị nhé, với hệ thống keo chỉ định tán còn nguyên bản. Mọi chi tiết rất đẹp. Và với chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive sản xuất 2021, có ngoại thất là màu trắng, nội thất màu đen. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá khoảng hơn 1 tỷ năm Thông tin cụ thể thì hãy liên hệ em, em sẽ đưa anh chị và các bạn một cái giá tốt nhất cũng như ưu đãi từ cửa hàng. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe. Thời gian vay lãi suất ưu đãi, hãy liên hệ em, em sẽ gửi đầy đủ cho các bác có thể cân đối tài chính của mình. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mùa bán xe cũ.